hết hàng thứ 7 thì mình sẽ lên hàng thứ 8. Hàng thứ 8 thì mình cũng sẽ lặp lại 30 mũi móc đơn. Sang này dấu lên hàng thứ 9, và hàng thứ 9 thì mình cũng sẽ lặp lại làm 30 mũi móc đơn. Lên hàng 10. Hàng 10 mình cũng sẽ móc lặp lại 30 mũi móc đơn. Lên hàng 11 mình cũng sẽ nhắc lại 30 mũi móc đơn.
Hết hàng 10, nào hết hàng 11 thì mình sẽ lên hàng 12. Hàng 12 thì mình sẽ bóp 5 mũi móc đơn từ chân mũi đánh dấu. 1 2 3 4 5 lên 10 mũi bính. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và sẽ bỏ qua 5 chân mũi. 1 2 3 4 5 móc vào chân mũi thứ 6. 10 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười mũi móc đơn. Và mình sẽ lên 10 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bỏ qua 5 chân móc. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào chân thứ 6. Và sẽ móc 5 mũi móc đơn còn lại. 1, 2, 3, 4, 5. Sang đánh dấu. Lên hàng 13 cũng là hàng cuối cùng của phần túi. Thì bắt đầu từ chân mũi đánh dấu, mình sẽ móc 5 mũi trượt. 1 2 3 4 5 12 mũi móc đơn. Sẽ móc vào cái phần quai này. Chín, mười, mười một, mười hai, móc 10 mũi trượt. Tuy nhiên mình sẽ móc là 10 mũi trượt, 12 mũi móc.